Đời người nếu muốn thành công, nhất định phải uống cạn ba bát nước này. Kính thưa quý vị, phàm là con người bất luận xuất thân thế nào, trình độ cao thấp ra sao, cũng không tránh khỏi những lúc mất phương hướng. Khi đó, bạn sẽ phải chịu đựng rất nhiều thứ, cô đơn có, chán nản có, thậm chí còn cả nghèo đói. Tuy nhiên, có một thứ nhất định bạn không được để mất, đó là ý chí. Từ xưa đến nay, dù trong nước hay nước ngoài, tất cả những người làm nên đại sự đều có những lúc nản lòng. Từ Mã Thiên từng trải qua trăm ngàn khổ cực, ông bị vướng vào vụ Lý Lăng và bị vào trại, nhưng ý chí của ông không hề thay đổi. Sau khi ra trại, Từ Mã Thiên được làm trung thư lệnh, ông dồn tất cả tâm sức viết bộ sử ký. Với bộ sử ký đó, ông được tôn là Sử Thánh. Lincoln, một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, đã trải qua nhiều thất bại trong cuộc sống, kinh doanh và cả trong cuộc tranh cử trước khi ông được bầu làm tổng thống. Nhưng ông không hề nhụt chí và cuối cùng giành được sự ưu ái của nữ thần thành công. Những ví dụ trên vẫn còn rất nhiều và điểm chung chính là thất bại nhưng không bao giờ mất đi ý chí. Thất bại không đáng sợ, miễn là bạn có thể kịp thời nhận ra nó, bạn sẽ bước tiếp vào một con đường thành công khác. Khi bạn thất bại, rất có thể bạn sẽ mất kiểm soát và mất luôn cả ý chí. Tôi vẫn còn nhớ, một người bạn rất có trí tuệ đã từng nói một câu như thế này. Đời người cần phải uống được ba bát nước. Bát thứ nhất là bát nước lạnh bị người khác dội vào mặt. Bát thứ hai là mồ hôi mình đổ ra. Và bát thứ ba là nước mắt khi không được người khác thấu hiểu. Mọi khổ nạn trong cuộc đời đều đã có định số, và đây là điều không ai có thể trốn tránh được. Chỉ bằng cách uống cạn ba bát nước này, coi như bạn đã nếm trải mọi cay đắng và bất lực, vượt qua vạn trùng khó khăn của cuộc đời. 1. Nước lạnh bị người khác dội vào mặt. Người ta nói rằng, tức nước thì vỡ bờ. Chỉ cần là một người có lòng tự trọng, khi bị người khác sỉ nhục chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận và lập tức phản kháng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bạn nên tìm cách đối diện với những lời chỉ trích, sự nóng giận hơn là thể hiện nó. Và nhẫn nhịn là một lựa chọn số một của đại đa số những người có trí thức. Bạn có thể chịu đựng mọi sự chỉ trích, thậm chí là sỉ nhục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hạ thấp bản thân. Bạn cũng không nên coi thường bản thân, ghét bỏ bản thân, bởi đó là biểu hiện của một kẻ hèn nhát, tuyệt đối không nên làm. Giống như câu, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Những lời chỉ trích cay nghiệt, dù thật khó để chấp nhận, lại góp một phần không nhỏ cho sự thành công của chúng ta. Vạn Bằng Nhỏ Tiên Sinh đã từng nói với Ngô Quân, nhà khoa học máy tính, hiện đang là phó chủ tịch của tập đoàn Tencent, một câu nói rằng, ngay cả khi phải nghe những lời không vừa ý, cũng phải cố gắng tìm ra chỗ hợp lý từ trong đó. Đằng sau tất cả sự trưởng thành, không chỉ có những bó hoa thơm và những tràng pháo tay, mà còn có cả những gáo nước lạnh bị dội thẳng vào mặt. Long, giám đốc bán hàng của tập đoàn ở Hà Nội, đã từng chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình trong những ngày đầu khi mới đến công ty làm việc. Khi mới ra trường, anh phải làm việc rất vất vả. 7 giờ sáng đã phải đi làm, 10 giờ tối mới tan, có nhiều hôm phải tăng ca đến tận 1 giờ sáng. Tuy vậy, anh vẫn bị ông chủ mắng xa xả vào mặt. Lớn như vậy rồi, một chút kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng không biết là sao. Ai lại nói những lời khô khan nhạt nhẽo như vậy với khách hàng cơ chứ? Ai đời người ta lại gửi mấy bông hoa xấu xí này cho khách hàng? Ai đời người ta lại ghé thăm khách hàng mà không mang một món quà nhỏ nhỏ? Tại sao những điều nhỏ nhặt như vậy còn phải để người khác cầm tay chỉ việc là sao? Đối mặt với từng gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt như vậy, anh cũng từng oán trách và đâm ra buồn chán. Nhưng dần dần anh phát hiện ra rằng những ngày bị ông chủ mắng mỏ là khoảng thời gian anh trưởng thành nhanh nhất. Anh bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình và không ngừng tự hỏi có giải pháp nào tốt hơn cho vấn đề này không. Khi bị chỉ trích vì ăn nói khô khan, anh đã chủ động trò chuyện với 3 người mỗi ngày và sửa chữa các vấn đề giao tiếp của mình từng chút một. Khi bị nói là không biết mua hoa, anh đã lượn một vòng tất cả các tiệm hoa để chọn được bó hoa đẹp nhất. Mỗi lần trước khi đến gặp khách hàng, anh đều chuẩn bị chu đáo một vài món quà nhỏ nhỏ để tạo bất ngờ cho khách hàng. Sau khi không ngừng đột phá bản thân từ một nhân viên bán hàng bình thường, anh đã được thăng chức thành quản lý cửa hàng
chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí còn được tổng công ty chọn làm người chủ trì bữa tiệc, người tổ chức dạ hội chiêu đãi khách nước ngoài. Sau này, mỗi khi nhớ lại đoạn trải nghiệm này, anh đều nói, khi bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm, mà có người nguyện ý truyền dạy toàn bộ kinh nghiệm nhiều năm của họ cho bạn, điều chỉnh hành vi của bạn, ép bạn trưởng thành, đó thật sự là điều quá may mắn. Người sống ở đời, đừng sợ những lời chỉ trích. Chúng ta nên cảm ơn những người chỉ trích chúng ta vì họ đang giúp chúng ta tiến bộ. Bạn sẽ là một người thiệt thòi nếu không bao giờ nhận được những lời phê bình từ người khác. Bởi như vậy, bạn sẽ không có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Và về lâu về dài, bạn không chỉ có nhiều khả năng thất bại, mà còn có thể thất bại một cách vô cùng tệ hại. Cuộc sống là một trường tu hành để hoàn thiện bản thân. Nếu bạn có đủ dũng cảm đón nhận những gáo nước lạnh dội thẳng vào người, coi thất bại là một cơ hội để tôi luyện bản thân, thiệt nghĩ trên đời này chẳng có khó khăn nào là bạn không thể giải quyết. 2. Mồ hôi của chính mình. Một thời gian trước, tôi có xem một video rất chua xót. Một diễn viên đóng thế đã quay cảnh rơi từ tòa nhà xuống. Anh này không đeo dây bảo hộ mà phải nhảy từ tầng 3 xuống, suýt chút nữa là rơi ra khỏi đệm hơi, khiến người xem không khỏi hú vía. Sau đó, anh thẳng thắn nói trong một buổi phỏng vấn rằng, tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi không muốn mất việc. Cuộc sống này vốn không hề dễ dàng, vận mệnh đã đặt ra tầng tầng lớp lớp các trạng kiểm soát trên đường đời. Nếu bạn không đổ mồ hôi cho một việc nào đó, không cắn răng vượt qua khó khăn thử thách, con đường nhân sinh của bạn sẽ bước đi càng ngày càng khó khăn hơn. Chỉ bằng cách chịu khó chịu khổ, nỗ lực hết mình, bạn mới có thể mở ra con đường của riêng mình. Tôi có một người bạn học tên là Minh, năm ngoái bị thất nghiệp. Hơn chục năm trước, cậu ta từng làm việc cho một công ty vật tư nông nghiệp, công việc nhẹ nhàng và ổn định. Sau khi công ty phá sản do kinh doanh thua lỗ, cậu đã vay tiền để mua một chiếc xe công trình và sẽ nhận một số công việc trên công trường. Vì trước giờ đã quen làm việc nhàn hạ nên mới đến công trường được mấy hôm đã than mệt kề khổ. Một người công nhân khuyên cậu ráng cắn răng chịu đựng. Nghề này là thế, thời gian đầu sẽ vất vả một chút. Sau khi quen với công trường rồi, anh sẽ nhận được nhiều công trình hơn và thu nhập tất nhiên cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên mình nghe không lọt tai, cậu quyết định rút lui, đi tìm một công việc bảo vệ, được ngày nào hay ngày ấy. Kết quả cứ sau vài năm, mình lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Quay đầu nhìn lại, người công nhân đã khuyên anh lúc đầu, giờ đã thành chủ thầu, có đội công trình của riêng mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh đều hối hận vì quyết định sai lầm lúc ban đầu. Hồi đó nếu tôi sẵn sàng chịu đựng khó khăn, có lẽ bây giờ nói không chừng cũng được hưởng trái ngọt như người ta rồi. Chính như nhà văn Ngô Hiểu Bà đã từng nói, mọi điều tốt đẹp duy nhất đều lấy sự cố gắng vô song làm tiền đề, là mồ hôi hoặc là máu, hoặc là phải bỏ ra lượng lớn thời gian. Trên đời không có cuộc sống nào là dễ dàng cả. Chủ nghĩa anh hùng thật sự là sau khi biết được cuộc sống khó khăn như thế nào, ta vẫn chọn đối mặt với nó và vượt qua nó. Bạn cần phải chịu đựng cho đến khi xuân ấm hoa nở. Bạn cần phải đi, đi cho đến khi thấy được ánh sáng cuối con đường. Hãy tin rằng, những giọt mồ hôi đổ xuống sẽ biến thành dòng sông, mang lại phì nhiêu cho cả vùng đồng bằng rộng lắm của cuộc đời. 3. Nước mắt không được người khác thấu hiểu. Có câu danh ngôn thế này, hiểu lầm là chuyện thường tình của cuộc sống, nhưng thấu hiểu trái lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Ông Inamori Kazuo, người được mệnh danh là ông hoàng kinh doanh Nhật Bản, khi còn trẻ, ông làm việc trong một bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty đang trên bờ vực phá sản. Để giải quyết vấn đề về sản phẩm, ông thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya, sau đó dứt khoát ăn ngủ tại văn phòng. Rất nhiều đồng nghiệp đều xem thường ông, thậm chí còn cười nhạo ông bận rộn mù quáng vì công việc. Trước những lời đàm tiếu của người xung quanh, ông Inamori vẫn không động tâm và chuyên tâm vào công việc. Cuối cùng, ông đã phát minh ra một loại gốm sứ mới, mang lại một nguồn lượng lớn đơn đặt hàng cho công ty sắp phá sản. Với sự giúp đỡ của những người khác, ông đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gốm Kyoto, nay là Kyocera, chủ yếu sản xuất các sản phẩm gốm kỹ thuật, thiết bị in và thiết bị ngành ảnh ở tuổi 27.
Nhớ lại những khó khăn trên con đường đã đi qua, ông Inamori đã từng nói, khi áp lực lớn đến mức sắp gục ngã, đừng nói với người khác, cũng đừng cảm thấy ủy khuất, bởi sẽ không ai thương xót bạn đâu. Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không thể nghỉ ngơi, hãy làm những gì có thể nên làm. Trong cuộc đời này, có người thấu hiểu là một may mắn, nhưng không người thấu hiểu là chuyện bình thường. Thay vì cố gắng giải thích bản thân với người khác, chi bằng hãy để thời gian trả lời mọi thứ. Cuộc đời có muôn vàn khổ nạn, không bao giờ chỉ đến với riêng bất kỳ ai, và cũng không bao giờ mở lối tắt cho ai. Cuộc sống vốn không có mẹo hay bao giờ, đừng cứ mãi luẩn quẩn ở ngã tư đường, cũng đừng than thở giữa đêm khuya. Cố gắng uống hết 3 bát nước này, chắc chắn bạn sẽ có thể hăng hái bước về phía trước. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.